Giang à, các bạn, mình là Thỏ đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình ăn gì uống gì của chúng mình. Và đây là anh Huy đã từ Sài Gòn ra Hà Nội để quay review với mình. Và chúng mình sẽ ăn xôi Thợ Nhuộm. Xôi này được bán ở 57 Thợ Nhuộm ạ. Đây là đối diện với xôi Hà Na này này. Cái buổi thảo hết xôi, ít nước thịt được không ạ? Thì theo xôi thôi. Đây là cái nồi thịt. Và đây là một cái cổng rất nhỏ. Cái đặc điểm của cái xôi này mình thích nhất đấy là xôi thịt kho á, miếng thịt của nó to vãi trưởng luôn. Các bạn có thể nhìn có thịt của anh Nạc đấy, anh gọi thịt Nạc mà, em gọi thịt Nạc mà to vãi, họ để nguyên cả miếng, họ kho giống kiểu khâu nhục ở trong bên Trung Quốc ấy nên rất là ngon, và kho bằng nước dừa. Ngon ở đây là có xôi thịt kho này, trứng thì có trứng kho quả quả và trứng kho trứng ốp ấy, kiệu củ kiệu thì lúc nào cũng có rồi, hoặc là su hào rất là ngon. Ừ, ăn với kiệu ngon, mà kiệu nó có nước sốt riêng đúng không? Ừ đúng rồi. Tiếp theo là có cả giò bò, giò thường, chả, cái ông nhỉ, chả với kim băm á, chung là rất nhiều, các bạn có thể lựa chọn cái người thích. Tuy nhiên thì giá ở đây nó không thể sinh viên cho lắm. Một mát xôi bình thường với thịt thì ăn bảy cạnh, cái thêm một cái là 10 cạnh. Và trung bình hôm nay bát của Thỏ ăn 3 món sẽ là 50 cạnh, bát mình ăn 2 món sẽ là 40 cạnh. Đã đấy. Nhưng mà ăn từ để biết mà, không có gì cả. Dạ ngon. Ngon. Và thực sự là phải nói một điều là nhiều lúc mình ăn ở những chỗ rất rẻ mình mới vẫn tiết tiền. Nhưng những chỗ mà mình ăn mấy cái đắt nhưng mình cảm thấy xứng đồng tiền. Và chủ nhật tuần nào mình ăn đây? Ăn như lợn ấy, ăn nhiều xôi béo lắm. Béo thì anh béo đẹp trai mà. Ở đây ngon vậy. Anh thích ăn xôi buổi sáng không? Là con mi, con chó béo hẹn đi ăn mà nó không bao giờ dậy được để đi ăn. À, bây giờ chúng mình đã ăn xong rồi. Đây là hai bát xôi rất sạch, rất là ngon. Mình ghi nhận một điều là xôi ở đây thật sự đắt thì đắt thật, hai người ăn hết 90.000 cơ. Nhưng mà ngon thì rất ngon. Và rất đáng để thử, rất đáng để ăn nếu mà bạn nào có cơ hội và muốn thử ăn xôi buổi sáng mà mình cảm thấy nó thật sự rất là đáng đồng tiền và rất là ngon thì có thể qua đây và thử xem ở 57 Thợ Nhuộm, bảo là buổi sáng nhé mọi người. Nếu mà bạn đã đi ăn xôi buổi sáng thì đây là sự lựa chọn hợp lý với các bạn. Chúng mình ăn no rồi, bây giờ phải đi cà phê thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau của Ăn Gì Uống Gì. Chúng mình xin chào tạm biệt.